cười té ghế với Trùm Mạnh trước và sau khi có con của vợ chồng Phương Vi, nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Những bức ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ lên trang cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Bước ra từ cuộc thi Việt Nam Idol, Phương Vi là một trong số ít những ca sĩ có cá tính âm nhạc riêng biệt và hoạt động nghệ thuật hết sức nghiêm túc. Nhắc đến Phương Vi, người ta thường nói tới một cô ca sĩ sạch và nói không với scandal. Thời gian gần đây khi nói về nữ ca sĩ, người ta không thể không nhắc đến hình ảnh một gia đình siêu hạnh phúc với anh chồng tay Shin Jae và cô công chúa nhỏ Kuru Kuru. Kể từ khi có em bé, phải nói rằng cuộc sống của gia đình Phương Vi bị đảo lộn hoàn toàn. Từ những hình ảnh chỉnh chu, hào nhoáng ban đầu, cả hai vợ chồng Phương Vi thay đổi hoàn toàn, trở thành một trong những ông bố bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ hàng loạt hình ảnh hài hước, cho thấy sự khác biệt giữa trước và sau khi có con, nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ, cũng như các ông bố và bà mẹ bỉm sữa khác. Mở đầu, nữ ca sĩ chia sẻ, trong cuộc đời sẽ có những thứ khiến bạn thay đổi mãi mãi, không phải mối tình đầu, không phải tốt nghiệp đại học hay là bất kỳ điều gì khác giúp bạn trưởng thành hơn, mà đó là một gia đình với những đứa trẻ. À không, thật ra không cần, những... Di, đây mới là một đứa trẻ thôi, đã là 360 độ thay đổi rồi. Cuộc sống của cô và chồng thay đổi khi không còn những buổi tối thảnh thơi, những bức tranh nghệ thuật, những quyển sách yêu thích, tất cả chỉ quay cuồng theo ý thích, theo nhu cầu của con. Chẳng cần nói đâu xa, Vi của 3 năm trước chắc chắn cũng sẽ điêu đứng, lên bờ xuống ruộng với cuộc sống của Vi bây giờ. Điều đó khiến mình nhận ra rằng khoảng cách lớn nhất trên thế giới chính là trước và sau khi các con đó các mẹ à. Những lời chia sẻ thật lòng của nữ ca sĩ đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ, nhất là các mẹ bỉm sữa. Lúc trước, thấy người khác thành công trong sự nghiệp, tiền lương cao thì coi đó là mục tiêu của mình. Còn bây giờ thì mục tiêu chỉ đơn giản là có thể chăm con tốt. Khi con bị bệnh, chỉ cầu mong cho con mình hết bệnh, không phải lo lắng chật vật, đêm đêm cứ tách 15 phút là cầm nhiệt đế loay hoay, đo đo đếm đếm. Ngày trước, tiêu chuẩn về cuộc sống phải là một chuyến đi du lịch nhiều nơi cho khỏi vướng bận, ăn đồ ngon và tận hưởng cuộc sống. Còn bây giờ đi đâu nửa ngày thôi cũng nóng ruột, thế là phải khệ nệ cả tổ chim đi luôn, dù mệt người nhưng khỏe đầu vì khỏi lo lắng từ xa. Thời con gái ai cũng phải lo lắng chăm sóc cho sắc đẹp và sức khỏe bản thân, mỗi lần đi siêu thị đều mua các loại mỹ phẩm dưỡng da dưỡng tóc. Bây giờ đi siêu thị chỉ lo lựa đồ cho con, lên mạng cũng chỉ chú ý đến những mẹo nuôi con, cách chăm sóc con đúng cách, mọi thứ đều đặt con lên hàng đầu. Bữa nào cả nhà đi chơi, 30 phút dành cho bà bèo nhỏ, 30 giây dành cho mình, chẳng nói đến trang điểm, chỉ vội rửa mặt thay đồ rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho cô bèo trước khi ra khỏi nhà. Ngày trước bạn bè đều nói mình là người trượng nghĩa, hứa điều gì thì chắc chắn sẽ làm. Người khác gọi điện nhắn tin đều trả lời rất sớm. Bây giờ cuộc sống bận rộn gấp trăm lần, điện thoại thường tắt tiếng để con ngủ, chẳng mấy khi có thời gian cầm điện thoại nữa. Nên nhân đây, nếu bạn bè Vi có đọc được, Vi có lỡ tin nhắn cuộc gọi của ai xin hãy thương mà cảm thông, khổ lắm ai ơi.